Chào thầy và các bạn, em tên là Bạch Yến, lớp y học cổ truyền 45. Em xin trình bày về chủ đề chữa mất ngủ bằng chuối xanh. Phần trình bày của em gồm có 4 phần: tình trạng mất ngủ, công dụng của chuối xanh, cách chữa mất ngủ bằng chuối xanh và một số lưu ý. 1. Tình trạng mất ngủ. Giấc ngủ luôn là thời gian quý báu để chúng ta hồi phục lại sức khỏe sau thời gian lao động mệt mỏi. Tuy nhiên, hiện nay, mất ngủ là tình trạng gặp ở mọi đối tượng trong khoảng thời gian ngắn hoặc kéo dài thành bệnh lý. Một số dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp vấn đề giấc ngủ của mình: khó vào giấc ngủ, ngủ chập chờn, thức dậy rất sớm khi chưa đủ thời gian nghỉ ngơi và không thể ngủ lại được. Sau khi ngủ dậy, cảm thấy cơ thể mệt mỏi, uể oải và không có năng lượng. Tình trạng này thường đi kèm với các triệu chứng như giảm trí nhớ, rối loạn chức năng các cơ quan, tính cáo gắt khó chịu. Do đó, các trị liệu có tính an thần, điều hòa giấc ngủ luôn được quan tâm, đặc biệt là những cách thức từ thiên nhiên. Một trong số đó là phương pháp chữa mất ngủ bằng chuối xanh, dù còn khá lạ lẫm với nhiều người, nhưng lại an toàn, dễ thực hiện và mang đến hiệu quả cao. 2. Công dụng của chuối xanh. Chuối là loại trái cây quen thuộc và phổ biến khắp trên thế giới. Chuối xanh là quả chưa chín, ít ngọt, có thể hơi chát và có kết cấu xanh chắc hơn chuối chín. Thành phần trong chuối xanh bao gồm hàm lượng tinh bột chiếm chủ yếu 70-80%, đặc biệt là tinh bột kháng. Chất này được xem là chất xơ trong ăn kiêng và không được tiêu hóa trong ruột non. Khi quả càng chín, chúng sẽ dần mất đi và chuyển hóa thành đường đơn. Nguồn cung cấp phytin, một loại chất xơ với hàm lượng dồi dào, đa dạng vitamin và khoáng chất thiết yếu khác như kali, canxi, sắt, vitamin nhóm B, vitamin A, K, C. Lượng protein và chất béo khá thấp. Vậy chuối xanh chữa mất ngủ như thế nào? Phytin và tinh bột kháng trong quả có thể kiểm soát lượng đường trong máu, đặc biệt là sau ăn. Điều này góp phần làm giảm các dấu hiệu của tăng đường huyết, mà trong đó có mất ngủ. Với hàm lượng kali dồi dào, chuối xanh giúp điều hòa huyết áp và ổn định hệ tim mạch. Nhờ đó, oxy trong tế bào não được giữ ở mức đầy đủ. Đồng thời, hệ mạch máu và thần kinh được thư giãn, sẵn sàng tiếp nhận nhiều thông tin lưu trữ, cải thiện trí nhớ. Ngoài ra, quá trình chuyển hóa các hoạt chất trong chuối xanh còn sản sinh serotonin, hormone hạnh phúc, giúp dẫn truyền thần kinh có khả năng duy trì giấc ngủ tự nhiên, nâng cao tâm trạng. Các loại vitamin, đặc biệt là nhóm B, cũng đóng góp tích cực hình thành tế bào thần kinh ở não, ngăn ngừa rối loạn lo âu, trầm cảm. Vài tài liệu cũng ghi nhận tác dụng của tryptophan trong việc sản xuất melatonin, hormone gây buồn ngủ. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp sinh hoạt bình thường, hỗ trợ giấc ngủ. Bên cạnh công dụng chữa mất ngủ, chuối xanh còn mang đến những tiềm năng bất ngờ như thân thiện với tình trạng đường huyết cao. Loại trái cây này phù hợp với người ăn kiêng, béo phì, đái tháo đường, hỗ trợ các vấn đề về tim mạch, cải thiện tiêu hóa. 3. Cách chữa mất ngủ bằng chuối xanh. Như những công dụng đã trình bày ở trên, để chữa mất ngủ bằng chuối xanh, ta có thể chỉ sử dụng duy nhất loại trái cây này. Tuy nhiên, một số kết hợp mới hiện nay đang nhận được đánh giá cao như chuối xanh và mật ong. Cách thực hiện như sau: rửa sạch chuối xanh, loại bỏ hết phần vỏ, ngâm nước để sạch nhựa, tiếp theo cắt quả thành từng lát mỏng, phơi khô dưới nắng những lát chuối này rồi nghiền nhuyễn thành bột, lưu trữ chúng trong lọ thủy tinh. Khi muốn sử dụng, hòa bột chuối xanh với mật ong theo tỷ lệ 1:1, không nên uống lúc đói. Chuối xanh và bột quế. Hỗn hợp chuối xanh và bột quế được nhân dân ưa chuộng với cách làm đơn giản: luộc chín một quả chuối xanh trong lửa vừa khoảng 15 phút, lúc này các dưỡng chất trong quả sẽ hòa tan vào nước. Cho thêm ít bột quế vào phần nước luộc rồi uống, đồng thời ăn quả chuối đã chế biến. Trong thời gian điều trị triệu chứng có thể hay dùng hàng ngày, sau đó giảm dần, không nên lạm dụng. 4. Lưu ý. Khi thực hiện chữa mất ngủ bằng chuối xanh, lựa chọn chuối có nguồn gốc rõ ràng, tránh các sản phẩm chứa chất bảo quản hay hóa chất gây hại. Hạn chế dùng lúc đói, ăn quá nhiều chuối xanh và lạm dụng chúng trong thời gian dài. Điều này có thể gây rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu. Người dị ứng với các thành phần trong chuối xanh thì nên lựa chọn phương pháp khác để trị liệu. Không dùng hỗn hợp chuối xanh, bột quế ở những người bị viêm nhiễm cấp tính, huyết áp cao không kiểm soát. Phụ nữ mang thai, cho con bú, cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi sử dụng. Chuối xanh không thể thay thế hoàn toàn cho các trị liệu mà bạn đang áp dụng nếu có. Đồng thời, tùy theo tình trạng và cơ địa mà hiệu quả trị liệu sẽ khác nhau. Phương pháp này phù hợp nhất ở rối loạn mức độ nhẹ.
Nếu bạn gặp vấn đề nghiêm trọng hơn hay kéo dài không khỏi, sẽ phải phối hợp nhiều liệu pháp điều trị dưới sự chỉ định của thầy thuốc. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.